Thì cái thầy đã về đây thì vẫn muốn là xem lại cho đất đai nhà con hay là như là gọi là nó có phạm ở đâu không, là có gì không, hay nữa là nhà con ví dụ làm như thế này là hướng sau này con là muốn xây được cái nhà thờ tổ Đã đó, tổ đâu? đây ra bên cạnh đấy, Đất bên cạnh ngay đấy. vâng, đất của họ ạ, của nhà vì nhà khi các cụ về và một thời gian là cũng cho biết là đất này là ngày xưa là có điện, có thờ điện, vâng, có thờ điện và có thờ ấy, nhưng mà vì chiến tranh thì gọi là ấy là nên là phá hủy mai Thôi được một. rồi, bây giờ tôi mới lật cái lịch sử của mảnh đất này nhé. Mời cô ngồi đi ạ. Vâng, em. Cái cụ mà tìm ấy, tìm cái mộ ấy là cụ đấy là mấy đời? Dạ, cụ đấy là 7 đời. 7 hay là 6? Bảy. Từ bạn tính là 7 Dạ vâng. hay là từ cô chú tính là 7? Ừ. Từ đây là 7 thì tức là từ cô chú là 6. Vâng. Thế thì đúng rồi, đúng mộ rồi. Đúng mộ rồi. Cái cụ này trước đây làm quan to, làm quan to, đây là trọng quan triều đình, trọng quan triều đình. Cụ về cũng có nói thế không? Có thì có là quan là to, trọng quan triều đình, quan của một cái vùng. Thực ra như này, lật lại giờ cho lịch cho gia đình cái lịch sử thì đầu tiên phải nói đến dòng dõi nhà này. Dòng dõi nhà này trước đây là quan lại, thậm chí là vua chúa. Dòng dõi trước đây nữa, trước cả cái người cụ 6 đời này, dòng dõi quan lại. Vâng, thì con xin các thầy, con ấy đây tôi đang quay đây rồi, bạn cứ ghi âm thì bạn cứ ghi đi. Vâng, rồi sau này cho anh chị. Rồi đây là một trọng quan triều đình, trọng quan triều đình. Và trước đấy nữa ấy, có thể nó là dòng dõi gọi là hoàng thân cũng thích ấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhà này có một bà tổ cô rất là thiêng. Vâng, bà tổ cô này rất thiêng. Và bà tổ cô này ấy, thực ra ấy, dáng dáng nhiều ở bà cô đây này. Vì đúng ra ấy, cái mệnh của cô ấy phải là mệnh căn số và làm việc tâm linh đấy cô, làm việc thánh như vậy. Đây gọi là ban danh ban lộc cho cô rồi. Rồi. Và đây gọi là phải làm việc thánh đi. Nhà này thực ra như này, có mẹ bạn với bạn là người tâm linh thôi, chứ còn thực ra chú không phải là người tâm linh đâu, chú là hơi vô thần. Nó thẳng là thật, thẳng là như thế nhé. Và hai bố con hơi khác mệnh nhau. Nhà này ngang với chú này phải có một người chết trẻ, người gọi là một người nam chết trẻ có. Vâng, người này chết mất mộ hay mất xác gì đấy, đây là báo không có mộ hay không có xác gì đấy. Vâng, cô ấy ở nhà này thì cô là người bị tác động nhiều nhất. Vì thực ra cô cảm âm là tốt, vì mệnh cô là mệnh căn số ấy. Cô cảm âm rất tốt cho nên là cô là người bị tác động nhiều nhất. Nhiều khi ấy, cái cơ thể của cô ấy nó có những cái trạng thái về sức khỏe nó không bình thường, nhưng nó chả có cái bệnh gì cả. Và tôi phải xin lỗi dừng việc ngày hôm nay lại, vì cái tâm của bố bạn của chú ấy, vâng.
không nhân tâm đâu, cho nên tôi không giúp đâu nhá. Và đấy là cái gọi ra cho gia đình trải nghiệm tâm linh một chút đã, và cho bố bạn trải nghiệm tâm linh một chút đã. Sau đó cái gì tôi sẽ tâm linh lại cho bạn sau nhá. Chứ còn lại tôi sẽ dừng công việc này lại, tôi không giúp đâu. Nhà có những người tâm của chú không nhân tâm, cháu không giúp đâu. Cháu không giống như những người thầy khác đâu mà cứ đến là cháu làm hay là như thế nào đâu nhá. Rồi thôi. Rồi thôi dừng lại.